Chiều thứ bảy là lúc quần áo thật bóng bẩy, anh chạy
xe thật nhanh trên phố và suy nghĩ hôm nay đứa bé đi ăn món gì đây. Tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy, dáng vẻ anh thì có hơi gầy nhưng lại biết cách phục vụ cuộc sống qua những món ăn ở nơi đây. Và sau phố phường, những hàng quán bên ven đường, cái chất bình dân đến lạc thường, nhưng khi đi xa chẳng thể nào quên được. Ngồi quây quần ba bốn ghế nhựa bên cạnh một ly trà đá, thêm tí ớt tí chanh buổi chiều hôm nay thấy sao đậm đà. Lang thang văn hạ ẩm thực con người Tràng An, ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa bằng không cần mỹ miều. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu 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 như bát bún rượu 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 bao nhiêu sợi. Lạc rằng đến ngay bà chia văn văn thắn ở ngay hàng chiếu, nem nước trong ngõ ấu chia bún đậm mắm tôm không thể thiếu, phở là đặc sản lâu năm dành cho những con người sành ăn chẳng cần quảng cáo nhiều. Lang thang văn hạ ẩm thực con người Tràng An, ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu tình yêu 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 yêu